chị nửa mà xong rồi thì em mời chị xem kết quả nhiều bạn nhé. Ok em ạ. Chị thấy kết quả sao ạ? Chị thấy nó khác hẳn đúng không ạ? Khác hẳn mà cái thời gian cái này công nhận nó nhanh hơn thật. Vâng đúng rồi. Nó vớt được thời gian trước chị làm thấy nằm mãi cái này thấy và cảm giác nó dễ chịu hơn rất nhiều đúng không chị? Mà làm thì nó nhẹ nhẹ hơn. Đúng rồi. Cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với lần trước chị làm. Đúng rồi. Cả đây này, bây giờ tất cả bên này của chị cứ lúc chưa làm thì cảm thấy là mình không nói bây giờ làm biết bên này nó trùng sẽ bên này nó căng. Bên này đàn hồi rất là tốt đó. Căng quý vị có thể thấy không ạ? Thì đây là cái khoảng nửa mặt của chị Thu Hoài. Đúng rồi, đây này, nhìn nó khác hẳn luôn. Nói chung là chỉ mới một nửa mà nhìn thấy nó khác khác nhiều. Cái kết quả cũng khác hẳn so với năm ngoái chị làm cái thơm mát CBT đúng không ạ? Có. Và thì năm ngoái chị có làm cái thơm mát CBT thì cái đầu tuyết của thơm mát CBT ấy, nó đi 1200 shot thì cái thời lượng nó rất là lâu và đặc biệt là nó không có cái đầu xịt lạnh giống như cái thơm mát UX cái này chị làm. Nhẹ. Vâng, đúng rồi. Và chị đi 900 shot nên là cái thời gian chị được rút ngắn rất là nhiều và cái đầu tuyết của nó, cái tiết diện của nó là 4.5. Đó. Nên là khi mà đi lên da của mình ấy, cái tiết diện nó nhiều thì đi cái số lượt nó sẽ nhanh hơn. Rất là đẹp. Đấy, vì có thể thấy không ạ? Nói chung là nó nhẹ nhàng mà nó thời gian cũng có rút ngắn hơn nhiều đấy. Vâng. Nói chung là sau lần trước là thấy khác hơn. Vâng. Vừa về cải thiện cái làn da nó cũng khác hơn với lại cái thời gian nó khác hơn. Mới một nửa. Mới một nửa là đã là cả mặt này xem. Vâng. Chắc là sẽ đẹp hơn nhiều. Vâng. Làm cả mặt thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rất là nhiều rồi và chắc chắn là khi mà ra về thì mình sẽ lấy được lại người tuổi thanh xuân chị ạ. Chị chỉ mong thế thôi. Năm ngoái làm đã trẻ đã đen rồi, năm nay làm sẽ trẻ đẹp hơn chị ạ. Bây giờ mà không làm bên này thì thấy bên này là nó cũng bình thường, bây giờ làm thì thấy hai bên nó khác biệt. Nói chung là khác hẳn nhiều. Thì bây giờ em sẽ mời chị nằm xuống để mình làm nốt cái nửa mặt bên kia chị nhé. Vâng ạ. Vâng. Thì hẹn gặp lại quý vị khách hàng sau 30 phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được xem cái kết quả cả mặt của chị Thu Hoài làm thương mát Eric nhé.